Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với dự án 1001 câu chuyện rèn giọng nói luyện nội tâm. Ngày hôm nay xin gửi đến các bạn câu chuyện số 13, những người độc hại trong cuộc sống. Các bạn thân mến, nhiều người trong chúng ta phải đối mặt với những người độc hại vây quanh trong cuộc sống. Người độc hại là những người tiêu cực, thô lỗ, xấu tính hoặc không trung thực. Họ cố gắng hãm hại hoặc làm tổn thương người khác bằng lời nói hoặc hành động ác ý. Từ đó tạo ra rất nhiều căng thẳng và sự khó chịu trong cuộc sống của người khác. Và nếu bạn cũng đang phải đối mặt với những người độc hại như vậy, thì câu chuyện sau đây là dành cho bạn. Hãy nghe đến cuối cùng và khám phá những bí quyết để đối phó với những người độc hại nhé. Có một người đàn ông sống trong một thị trấn. Anh ấy làm việc trong một môi trường có bầu không khí độc hại. Các nhân viên trong công ty anh rất xấu tính. Họ thường cố gắng phá hoại công việc của nhau và tung tin đồn sau lưng. Họ phàn nàn và bàn tán về nhau mọi lúc mọi nơi. Do đó, có rất nhiều điều không công bằng trong văn phòng nơi anh làm việc. Người đàn ông chán nản với môi trường làm việc và muốn thay đổi công việc của mình, nhưng anh không biết phải làm gì cả. Gần văn phòng công ty anh có một tu viện Phật giáo. Mỗi ngày, anh thường ghé thăm. Một ngày nọ, anh được biết rằng có một tu sĩ Phật giáo rất thông thái mới tới đây và ở trong tu viện. Vì vậy, anh đến tu viện để gặp nhà sư và thảo luận về vấn đề của mình. Nhà sư chào đón và hỏi lý do vì sao anh đến đây. Anh kể cho nhà sư nghe câu chuyện buồn của mình và nói rằng: "Thưa ngài, tôi đang rất không hài lòng với công việc của mình. Có những người rất độc hại trong văn phòng của tôi. Họ nói như thể họ đang chế giễu tôi. Họ luôn đâm sau lưng tôi và những người khác. Mọi người luôn nói xấu sau lưng nhau và dường như nó đã trở thành một văn hóa làm việc cực kỳ tồi tệ trong văn phòng của tôi. Tôi không biết làm thế nào để đối phó với những người như vậy. Tôi đang nghĩ đến việc nghỉ việc và tìm một công ty khác." Nhà sư kiên nhẫn lắng nghe và suy nghĩ một lúc, rồi nhà sư nói: "Tôi có thể giải quyết vấn đề của bạn, nhưng để làm được điều đó, bạn phải thực hiện một nhiệm vụ mà tôi đưa ra sau đây." Sau đó, nhà sư đưa cho anh một cốc nước đầy và nói rằng: "Hãy cầm cốc nước này và đi bộ từ đây đến văn phòng của bạn. Sau đó, đi quanh văn phòng của bạn 3 lần, rồi mang cốc nước này quay trở lại cho tôi. Nhưng hãy nhớ rõ rằng, đừng làm đổ dù chỉ một giọt nước trong chiếc cốc này trong toàn bộ thời gian mà anh thực hiện nó. Sau đó, tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề mà bạn đang gặp phải." Người đàn ông cầm cốc nước từ tay nhà sư và bắt đầu đi từ văn phòng của mình. Anh ấy cực kỳ cẩn thận, không để nước tràn ra khỏi ly. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi 3 vòng trong văn phòng, anh ta quay lại tu viện với cốc nước vẫn còn đầy. Anh ta đưa nó lại cho nhà sư và nói rằng: "Thưa ngài, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao. Bây giờ, xin ngài hãy giải quyết vấn đề của tôi." Nhà sư mỉm cười và nói: "Bạn của tôi ơi, bạn đã tự giải quyết vấn đề của mình rồi." Người đàn ông hơi ngạc nhiên một chút. Anh hỏi nhà sư: "Thưa ngài, tôi chưa hiểu ý của ngài. Xin ngài hãy giải thích chi tiết hơn để tôi có thể hiểu thêm." Nhà sư hỏi: "Khi đi dạo trong văn phòng, bạn có thấy nhân viên nào nói nhớ xấu nhân viên khác hoặc về bạn không? Bạn có nghe tin đồn nào không? Hoặc bạn có nhận thấy bất kỳ hoạt động nào trong văn phòng của mình không?" Người đàn ông trả lời: "Không, thưa ngài, tôi không thấy gì cả." Lúc đó, nhà sư mỉm cười và nói rằng: "Bạn thấy đó, khi bạn cầm cốc nước, bạn hoàn toàn không chú ý đến
Điều khác, ngoài cốc nước, bạn đã không để bất cứ điều gì làm bạn phân tâm, làm phiền lòng hoặc làm tổn thương bạn. Bạn chỉ tập trung vào những việc quan trọng đối với bạn và những gì bạn có thể kiểm soát. Và điều tương tự cũng xảy ra với cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta tập trung vào công việc, những ưu tiên của chúng ta không có thời gian để xem xét tất cả những vấn đề xung quanh. Chúng ta không có thời gian để ý đến lỗi lầm của người khác. Hay lắng nghe những lời bàn tán tiêu cực. Thực tế là bất cứ nơi nào chúng ta đi qua, chúng ta đều gặp phải những người độc hại như vậy. Việc thay đổi công việc hoặc thay đổi môi trường sống của chúng ta cũng không đảm bảo chúng ta sẽ tự do và thoát khỏi những người như vậy. Ngược lại, chúng ta nên làm những gì có thể thay đổi tích cực mọi thứ xung quanh. Nhưng khi chúng ta biết rằng chúng ta đã cố gắng hết sức và mọi thứ ít nhiều vẫn như cũ, thì chúng ta nên chuyển trọng tâm sang công việc, những việc ưu tiên của chúng ta. Chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực xung quanh mình nữa. Và nếu bạn cảm thấy việc xử lý tình huống vượt quá khả năng của bạn, bạn cần phải thay đổi để có một môi trường tốt hơn, thì bạn cũng phải nhớ rằng một công việc mới hoặc một môi trường mới cũng sẽ mang theo những thứ phức tạp mới. Do đó, hãy quên đi những gì đang diễn ra xung quanh bạn và tập trung sự chú ý vào công việc, sự phát triển bản thân cùng các ưu tiên của bạn. Nếu bạn làm được như vậy, thì chắc chắn bạn sẽ học được cách đối phó với những người độc hại và sẽ không bao giờ cảm thấy khó chịu trước những loại người như vậy xung quanh mình. Sau khi nghe nhà sư nói, người đàn ông nhận ra rằng sai lầm của mình và cảm ơn nhà sư vì sự thông thái và lời khuyên của ông. Các bạn thân mến, nếu nhìn vào cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thấy cuộc sống có đủ loại người, kể cả những người gieo rắc những tiêu cực độc hại. Bạn có thể tìm thấy những người như vậy trong xã hội, bạn bè, nơi làm việc, trong khu phố và đôi khi ngay cả trong gia đình của chính bạn. Mọi người tại một thời điểm nào đó đều phải đối mặt với những người như vậy. Nhưng giống như câu chuyện này, nhà sư khuyên người đàn ông nên tập trung vào công việc và sự phát triển bản thân hơn là chú ý đến những người độc hại xung quanh mình. Đừng bao giờ để những người và môi trường tiêu cực tiêu diệt bạn. Thay vào đó, hãy chú ý đến sự phát triển cá nhân và sự nghiệp của bạn. Hãy tập trung vào công việc và những thứ ưu tiên, phát triển con người bạn. Điều này sẽ giúp bạn quản lý tình trạng nói xấu, những tình huống độc hại và xử lý những người tiêu cực bằng sức mạnh và sự bình tĩnh. Do đó, đừng để những người độc hại phá hỏng hạnh phúc hay sự bình yên trong tâm hồn của bạn. Hãy tập trung vào những gì thực sự quan trọng với bạn và những gì đó bạn có thể kiểm soát. Bằng cách này, chúng ta có thể giải quyết mọi tiêu cực trong cuộc sống của mình. Điều này cũng giúp bạn có một cuộc sống bình yên, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.